sao Mỹ muốn cấm người dân sử dụng TikTok. Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ hôm 1 tháng 3 thông qua dự luật cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden cấm TikTok và các ứng dụng đe dọa an ninh quốc gia. Dự luật không nêu cụ thể cách triển khai, nhưng người đứng đầu Nhà Trắng có thể cấm mọi giao dịch với TikTok, đồng nghĩa người dùng tại Mỹ không thể tiếp cận hoặc tải ứng dụng về điện thoại. Mỹ hiện có khoảng 100 triệu người dùng TikTok. Trước đó 2 ngày, Nhà Trắng đã ra lệnh cho tất cả nhân viên liên bang xóa TikTok, ứng dụng của công ty ByteDance, khỏi thiết bị di động do chính phủ cấp trong vòng 30 ngày. Một số thống đốc bang còn muốn ứng dụng này bị cấm trên toàn nước Mỹ. Vậy mối đe dọa từ TikTok nghiêm trọng đến đâu và người dân Mỹ có thực sự cần lo lắng về nó hay không? Một số chính trị gia Mỹ bày tỏ lo ngại về các nội dung lưu hành trên TikTok và liệu chúng có gây hại cho sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên Mỹ hay không. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, khoảng 2/3 thanh thiếu niên Mỹ đang sử dụng TikTok. Các nhà nghiên cứu từ Trung tâm Chống thù ghét ký tự số, tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở Washington cho biết, trong một báo cáo hồi cuối năm ngoái, hai nội dung về chứng rối loạn ăn uống trên nền tảng này đã thu hút 13,2 tỷ lượt xem. Dù vậy, mối bận tâm chính của giới chức Mỹ khi cấm TikTok là về vấn đề bảo mật dữ liệu. Họ đặc biệt cảnh giác trước nguy cơ thông tin người dùng có thể lọt vào tay chính phủ Trung Quốc. Đến nay, Quốc hội, Nhà Trắng, quân đội và hơn một nửa số bang Mỹ đã cấm TikTok vì lo ngại rằng công ty mẹ của nó, ByteDance, sẽ cung cấp dữ liệu người dùng như lịch sử trình duyệt web và vị trí cho chính phủ Trung Quốc hoặc quảng bá những thông tin có lợi cho Bắc Kinh. Cả Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI và Ủy ban Truyền thông Liên bang đã cảnh báo rằng ByteDance có thể chia sẻ dữ liệu người dùng TikTok với chính phủ Trung Quốc. Ngoài ra, một số quan chức Mỹ còn đưa ra cảnh báo rằng chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng TikTok để truyền bá thông tin tác động đến nền chính trị và các cuộc bầu cử của Mỹ. Hồi năm 2020, Tổng thống Mỹ, khi đó là Donald Trump, đã tìm cách buộc Biden bán bớt tài sản tại Mỹ và ngăn TikTok xuất hiện trên gian hàng ứng dụng. Các tòa án Mỹ sau đó chặn nỗ lực của ông và Tổng thống Joe Biden cũng hủy sắc lệnh của người tiền nhiệm, nhưng yêu cầu nghiên cứu sâu hơn về vấn đề. Kế hoạch bán tài sản của TikTok tại Mỹ cũng được hoãn lại. Với những lo ngại về bảo mật, dự luật trao quyền cho Tổng thống Joe Biden cấm TikTok và các ứng dụng đe dọa an ninh quốc gia nhận được sự ủng hộ từ nhiều nghị sĩ Mỹ, song lại bị các tổ chức tự do dân sự phản đối. TikTok trong khi đó bày tỏ hoài nghi về lệnh cấm, nói rằng họ không có cơ hội giải thích các thắc mắc của giới chức Mỹ. Các lệnh cấm mang sắc màu chính trị nhiều hơn. Albert Reiter, phát ngôn viên TikTok tuyên bố,